Chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người mua hàng từ cửa hàng Kohan, là thương hiệu giày dép và phụ kiện dành cho cả nam và nữ. Thương hiệu này còn lọt vào top 10 những doanh nghiệp sáng tạo nhất năm 2017, đứng cạnh những cái tên sừng sỏ như Gucci, Kenzo hay Adidas. Họ luôn đặt chất lượng của sản phẩm lên hàng đầu, sử dụng những loại chất liệu tốt nhất để tạo ra những sản phẩm của họ. Nhưng mà làm cách nào để chúng ta có thể mua hàng giảm giá rất là rẻ tới 75%, chuyển thẳng trực tiếp từ Mỹ về tới Việt Nam, thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cụ thể. Bước đầu, các bạn có thể tìm kiếm trên Google hoặc đánh trực tiếp vào thanh công cụ tên cửa hàng này, kohan.com. Đấy. Thì khi mà các bạn vào đây thì mình khuyên tất cả mọi người nên chọn chỗ store này, chọn là của Mỹ, USA. Thì khi mà các bạn chọn đây thì sản phẩm các bạn mua hàng sẽ rất là đa dạng để cho các bạn chọn lựa. Thì khi mà các bạn vào được cửa hàng rồi, các bạn có thể thấy này, ở đây là phần đồ nam và nữ này. Thì ở đây có mục bestseller này. Đấy, nữ có mục bestseller này, những sản phẩm bán rất là chạy. Và ở đây không chỉ là riêng bán giày dép, mà ở đây còn có rất là nhiều các sản phẩm khác như quần áo, rồi thì ví này, rồi tất này, rồi kính mắt này, đấy, rất là nhiều các sản phẩm khác. Nhưng bây giờ mình sẽ chọn những cái sản phẩm giảm giá, thì mình sẽ tìm kiếm ở đây là mục sale này, để mình mua những sản phẩm giá rất là rẻ. Thì khi mà mình đánh vào đây thì mình sẽ vào mục đồ nam đi, hoặc là bây giờ mình sẽ ra đây, mình sẽ kích thẳng trực tiếp vào mục sale này để mình cho các bạn nhìn rõ hơn. Đây, tìm kiếm mục sale luôn. Thì khi mà các bạn vào được mục này rồi thì các bạn có thể thấy này, ở đây này có đồ nam và nữ này, thì mình sẽ kích vào đồ nam đi. Hoặc các bạn mua đồ nữ thì các bạn kích vào phần đồ nữ giảm giá. Thì đây mình kích vào đồ nam. Thì các bạn có thể thấy này, ở đây là ngay trên đầu này là chiếc giày đang giảm giá từ 300 đô xuống còn 89,97 đô. Đấy, là 90 đô đi. Đấy, thì các bạn có thể thấy giá rất là rẻ khi mà mình mua hàng theo cái phương pháp này, tiết kiệm nó rất là nhiều. Thì các bạn có thể kéo xuống dưới và nghiên cứu mua thêm những cái sản phẩm khác nữa. Đấy. Đây, mình có thể là kích vào đây để ra 135 sản phẩm nữa. Đấy. Hoặc là thêm 20 sản phẩm nữa để cho mình nhìn thấy ở đây mình mua. Đấy. Thì mình sẽ kích vào đây để mình tìm kiếm tất cả sản phẩm cho dễ dàng hơn. Đấy. Thì các bạn có thể thấy rất là nhiều sản phẩm ở đây. Thì có một cách khác để các bạn chọn lựa. Bây giờ mình sẽ vào mục này. Mục này là cái mục khi mà các bạn muốn mua mức giá là từ, ví dụ như bây giờ là 101 này đến 150 này. Đấy, các bạn có thể là mua, khi mà các bạn kích vào đây thì họ sẽ ra tất cả những cái sản phẩm có mức giá ở trong cái khoảng đấy, khoảng tiền đấy, thì để cho các bạn chọn lựa dễ hơn. Đó. Còn ở phần dưới là rất là nhiều cái khác để cho các bạn lựa chọn này, giảm giá này. Đấy. Đây, hoặc là vào tất cả những cái sản phẩm là đang giảm giá thì mình đang ở trong cái mục này rồi. Thì bây giờ mua hàng như nào? Các bạn có thể, nếu mà các bạn muốn mua nhiều sản phẩm thì các bạn mở ra một tab riêng, như mình mở ra một tab bên cạnh này để chút nữa mình sẽ xem sau. Đấy. Hoặc là nếu như các bạn muốn mua một sản phẩm, các bạn kích trực tiếp vào rồi thêm một giỏ hàng. Các bạn có thể kéo xuống dưới để thêm những sản phẩm khác. Thì bây giờ mình sẽ mua một vài sản phẩm ở đây cho các bạn xem, hướng dẫn mọi người mua rất là đơn giản. Thì mình vừa kích thêm một tab của cái sản phẩm này ra rồi. Ở đây mình kích vào phần này để ra sản phẩm rồi. Thì ở đây cái sản phẩm này hiện tại thì có 3 màu sắc cho các bạn lựa chọn. Các bạn có thể là mua bất kỳ màu nào các bạn yêu thích thì các bạn kích vào màu đấy. Đây, ở bên này màu đen này đấy. Thì còn kéo xuống dưới là cái phần dưới này là phần chọn size, các bạn có thể chọn size ở đây. Bây giờ mình sẽ chọn size này. Rồi, kéo xuống dưới nữa là những cái sản phẩm họ quảng cáo thêm, thì các bạn có thể nghiên cứu và tìm hiểu mua thêm sản phẩm ở đây, thì các bạn kích vào đấy. Thì bây giờ mình sẽ thêm cái sản phẩm này vào giỏ hàng đã. Đấy, thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Còn kéo một chút nữa ngay ở dưới đây thôi. Ở đây là cái phần này là những cái sản phẩm cùng một bộ của cái sản phẩm giày của mình đây. Đấy, giày mình đang mua thì họ quảng cáo thêm cho các bạn lựa chọn thêm, thì các bạn có thể là mở ra, mở thêm ra để cho các bạn nghiên cứu và mua sản phẩm. Đấy. Sản phẩm này, đây là nhiều góc độ sản phẩm. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ tìm kiếm những sản phẩm khác cho các bạn xem. Thì bây giờ mình sẽ tìm kiếm sản phẩm ở đây vào mục này. Mục này là tổng hợp tất cả những cái sản phẩm từ quần áo, mũ rồi đến tất này, đấy, kính mắt đấy. Thì mình sẽ kích vào phần dưới này để tìm kiếm tất cả sản phẩm
Vì khi mà mình tìm kiếm tất cả sản phẩm như vậy thì sẽ có những cái sản phẩm giảm giá ở đây. Thì các bạn có thể thấy này. Đấy. Áo này, áo giảm giá này. Đấy, các bạn có thể nghiên cứu và mua. Kéo xuống dưới để tìm kiếm thêm những cái sản phẩm khác. Đấy. Thì ở đây, nếu các bạn muốn mua áo, các bạn có thể thêm cái sản phẩm này vào giỏ hàng. Bây giờ mình sẽ thêm một sản phẩm này vào giỏ hàng nhé. Đây mình sẽ mở ra một tab mới. Vì mình muốn mua nhiều sản phẩm nên mình sẽ không đóng khuôn khổ trong một cái tab này. Mình kích trực tiếp vào sản phẩm. Đấy, mũ này, rất là nhiều sản phẩm khác. Đấy. Túi sách này, rồi ví này. Đấy. Hoặc các bạn có thể sang đồ nữ này để tìm kiếm thêm những cái sản phẩm khác. Các bạn mua hàng ở đây, tìm kiếm tất cả sản phẩm. Hoặc là giày thì cũng tương tự như phần nam lúc đầu mình đã giới thiệu rồi. Đây, hoặc là túi sách này. Là những loại túi sách có màu sắc rất là rực rỡ. Nhiều màu sắc cho các bạn lựa chọn. Đấy. Thì khi mà các bạn muốn mua sản phẩm, các bạn cũng tương tự như bên kia thôi. Mở tab mới. Hoặc bây giờ mình sẽ kích trực tiếp vào sản phẩm. Đây, mình sẽ kích trực tiếp. Những sản phẩm túi sách này thì gần như là không có giảm giá. Đấy. Nhưng mà nếu như các bạn muốn đặt lên mình số lượng lớn, mình sẽ có giá tốt hơn cho các bạn. Vì khi mà mình mua, mình sẽ thanh toán bằng gift card. Thì mình sẽ thanh toán rẻ hơn là mình thanh toán bằng tiền tệ. Thì mình đã thêm được vài sản phẩm ở giỏ hàng rồi. Áo nữa này, mình vừa mở ra. Túi sách này thì cũng có 3 màu sắc nhé. Nhưng mà mình chọn màu này luôn. Đây là áo mình vừa mở ra tab mới này. Áo này cũng có 2 màu sắc này, cho các bạn lựa chọn. Áo này thì áo này giảm giá rồi. Thì ở phần dưới là chọn size này. Các bạn có thể kích vào, còn kéo xuống là các thông số của sản phẩm. Các bạn có thể đọc vào nghiên cứu, mua thêm sản phẩm. Kéo xuống dưới là những cái sản phẩm combo của họ. Là cùng một cái bộ sưu tập kết hợp với quần áo. Đấy, thì các bạn có thể mua thêm. Rồi, bây giờ mình sẽ thêm cái sản phẩm áo này vào giỏ hàng. Bây giờ đến phần thanh toán, mình sẽ vào cái giỏ hàng của mình để mình xem lại những cái sản phẩm của mình đã đặt mua. Khi mà kích vào thì mình lại phải enter lại cái đường link này. Vì nếu như mình sử dụng IP Việt Nam thì họ sẽ load hơi chậm, không được nhanh như mình sử dụng bình thường IP của US. Hoặc các bạn phải biết cách fake IP. Thì bây giờ là đến phần thanh toán. Thì trước khi đến phần thanh toán thì các bạn nên tạo một cái tài khoản để tiện cho việc theo dõi cái mã số vận chuyển rồi đơn hàng các bạn đã được vận chuyển hay chưa. Thì mình sẽ quay lại phần này, và các bạn thanh toán, đến phần thanh toán này các bạn cũng có thể tạo tài khoản ở phía sau. Đấy. Thì mình đã kích sang phần thanh toán thì đến đây. Đến đây là cái phần thanh toán này. Phần thanh toán này là các bạn thanh toán xong thì tạo một cái tài khoản ở đây. Nhưng mà mình muốn tạo luôn để mình quản lý được cái đơn hàng này của mình cho nó dễ dàng. Thì mình lại quay lại phần đầu. Quay lại phần ngoài cửa hàng để mình tạo tài khoản ở đây. Tạo trước khi mình thanh toán, chứ không thanh toán sau mình thì mới tạo tài khoản như vậy. Thì nó sẽ không, có thể là sẽ không có cái đơn hàng của các bạn hiện ở trong cái tài khoản đấy. Thì mình sẽ kích vào đây để mình tạo tài khoản nhé. Đấy, sang phần này. Điền tên này. Rồi phần này email này. Mật khẩu. Các bạn phải đợi một chút cho nó load xong cái không bị quay ở trên này nữa này. Đấy, rồi, xong rồi, mình sẽ kích vào đây để tạo một tài khoản. Vậy là mình đã tạo được một tài khoản rồi. Mình sẽ quay lại giỏ hàng của mình để mình tiếp tục bước thanh toán này. Đây là mình đã vào giỏ hàng rồi. Đây là 3 sản phẩm mình đã thêm vào giỏ hàng rồi. Kéo xuống dưới là những sản phẩm mẫu quảng cáo thôi. Thì các bạn có thể tìm hiểu và nghiên cứu mua thêm. Vì đây là những sản phẩm bán rất là chạy này. Mục best seller này. Đấy, là những sản phẩm bán chạy. Các bạn có thể tìm kiếm mục đấy ở phần đồ nam hoặc nữ, là những sản phẩm bán rất là chạy. Còn bây giờ mình sẽ kích vào phần này để mình thanh toán. Hoặc các bạn có thể thanh toán trực tiếp bằng PayPal này. Các bạn kích ra đây là sẽ ra cái đường liên kết của PayPal. Các bạn thanh toán thì họ sẽ vận chuyển đến địa chỉ của bạn thôi. Nhưng mà mình muốn thanh toán, mình muốn để địa chỉ ở trong cửa hàng này để tiện cho việc lần sau mình sẽ mua hàng ở đây dễ dàng hơn, thì mình sẽ tạo tài khoản ở đây.
quản lý nó cũng dễ hơn, không phải là qua một trang paper kia. Thì ở đây, bước này là đến phần vận chuyển. Thì nếu như mà các bạn muốn mua những cái sản phẩm tại đây có giá rẻ như vậy thì các bạn chỉ có thể vận chuyển ở trong địa chỉ ở Mỹ thôi. Vì khi mà các bạn mua hàng ở địa chỉ Mỹ, sản phẩm họ rất là đa dạng và những cái chương trình quảng cáo, chương trình giảm giá rất là nhiều cho các bạn để các bạn mua hàng, họ sẽ gửi đến email của các bạn rất là nhiều. Thì khi mà các bạn mua hàng ở đây, các bạn nên vận chuyển về địa chỉ ở Mỹ, thì mình sẽ điền địa chỉ ở Mỹ của mình vào đây. Nếu như mà các bạn không có địa chỉ ở Mỹ thì các bạn có thể vận chuyển tới nhà địa chỉ bạn bè người thân, hoặc là nhờ các công ty vận chuyển, hoặc là nhờ kho bên mình sẽ hỗ trợ bạn cái phương pháp vận chuyển về nước với giá là 10 đô trên một cân, rất là rẻ. Thì nếu như các bạn vận chuyển về nhà địa chỉ bạn bè người thân, có một điều là nếu các bạn vận chuyển về đấy thì có thể các bạn sẽ bị mất thêm tiền thuế nữa, họ vận chuyển về Việt Nam thì các bạn sẽ mất thêm thuế. Còn nếu như các bạn không muốn mất thuế thì chỉ có phương pháp là họ đang đi về nước thì các bạn gửi cùng theo, họ cầm theo cùng thì các bạn sẽ không bị mất thuế. Đấy, thì có những cái phương pháp đấy. Còn kéo xuống dưới là phần này là phần chọn phương pháp vận chuyển, thì các bạn có thể thấy này, 3 phương pháp vận chuyển, nhưng mà mình sẽ chọn phương pháp vận chuyển rẻ nhất là 7 ngày này, chậm nhất là 7 ngày, từ 6 đến 7 ngày thì mình nhận được. Đấy. Thì nếu như mà các bạn nhờ kho bên mình mua hàng hộ về thì bên mình chuyển về Việt Nam thì mất khoảng tầm 14 ngày đến 1 tháng tùy vào bang, là tùy vào cái bang của cái cửa hàng này, thì họ sẽ chuyển đến cho mình theo cái bang nào họ chuyển tới, vì họ rất là nhiều cửa hàng, không chỉ là riêng một cửa hàng. Đấy, thì khi mà mình đã điền địa chỉ xong hết rồi, ở đây số điện thoại, để mình đánh nốt số điện thoại vào đây. Rồi, bây giờ đến bước thanh toán này. Bây giờ là đến bước thanh toán, thì các bạn có thể nhìn thấy này, đây là tổng cái đơn hàng của mình này. Đấy, là hết 456,58 này. Còn ở đây là tiền thuế này, 38,66 đô này. Đấy, mình được giảm giá 6 đô tiền vận chuyển vì mình mua đơn hàng khá là lớn, mình đã thêm những cái đơn hàng sản phẩm này vào. Đấy. Thì ở đây có hai phương pháp thanh toán chính là thanh toán bằng thẻ tín dụng và PayPal. À, thanh toán ở trên này nữa là thanh toán bằng thẻ quà tặng. Các bạn có thể thanh toán bằng thẻ quà tặng. Ở đây các bạn có thể mua thẻ quà tặng để mua đến địa chỉ ở Mỹ cho các bạn, bạn bè, người thân của các bạn. Thì nhưng mà có một điều, nếu như các bạn thanh toán ở đây mà họ không nhận đơn hàng các bạn thanh toán bằng thẻ quà tặng thì có thể cái thẻ đấy sẽ bị mất trắng luôn, rất là lãng phí. Hoặc nếu như các bạn nhờ bên mình thanh toán hộ, bên mình thanh toán bằng gift card cho các bạn với số lượng lớn, đơn hàng lớn thì mình sẽ có giá rất là tốt cho bạn vì bên mình có nguồn gift card. Vì thanh toán ở đây không chỉ đơn giản là các bạn sử dụng IP Việt Nam vào đây, các bạn phải biết cách fake IP nữa. Như vậy sẽ rất là khó cho các bạn thanh toán. Hoặc thanh toán PayPal này thì thanh toán ở đây họ chỉ nhận tài khoản của Mỹ thôi. Nếu như các bạn thanh toán với tài khoản PayPal ở Việt Nam thì họ sẽ không chấp nhận cái phương pháp thanh toán của các bạn. Đấy, thì họ sẽ hủy đơn hàng. Hoặc các bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng cũng tương tự. Thì ở đây mình sẽ điền thông tin thẻ tín dụng của mình vào thì mình sẽ có thể thanh toán ở đây rất là đơn giản thôi. Nhưng mà các bạn lưu ý là nếu như các bạn sử dụng tài khoản thẻ tín dụng, các bạn có thể ra ngân hàng làm rất đơn giản thôi, chỉ mất khoảng tầm 15-20 phút. Nhưng mà chưa chắc họ đã nhận cái phương pháp thanh toán của các bạn, vì tài khoản Việt Nam thì họ sẽ không chấp nhận thanh toán ở tại đây. Đấy. Thì khi mà mình đã điền đầy đủ thông tin ở đây rồi thì mình sẽ vào phần này để xem lại cái đơn hàng của mình này. Mình đã điền đầy đủ hết rồi này. Đấy. Rồi thanh toán với thẻ tín dụng này, hoặc với Paper này. Đấy. Ở đây là số tiền này, thanh toán này, sản phẩm của mình thì mình thấy này. Đấy. Nếu như các bạn nhờ bên mình thanh toán hộ thì các bạn gửi ảnh rồi bên mình sẽ báo giá cho các bạn. Thì hàng mình chuyển về là mất từ 14 ngày tới 1 tháng tùy vào mỗi bang, đấy mình cũng nói qua rồi. Còn video của mình, nếu như các bạn có thắc mắc gì hãy để lại comment bên dưới hoặc nhắn tin trực tiếp đến fanpage trên Facebook của mình. Mình sẽ hướng dẫn mọi người cụ thể hơn cái phương pháp thanh toán, hoặc bên mình sẽ tạo một cái kho hàng cho các bạn ở bên Mỹ, rồi các bạn tự quản lý cái hàng của các bạn ở bên đấy rồi chuyển về nước. Đấy, rất là đơn giản, nhiều phương pháp. Còn bây giờ, chào tất cả mọi người, chúc mọi người có một ngày tốt lành và mua hàng thành công.